Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với hai bị cáo là Bùi Tấn An sinh năm 1991 và Trương Thị Quài Thương sinh năm 1994 cùng ngụ xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Bùi Tấn An và Trương Thị Quài Thương quen nhau và sống chung như vợ chồng. Vào tháng 5 năm 2020, An có quan hệ tình cảm bên ngoài với chị Giờ, sinh năm 1989, ngụ xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, là một người phụ nữ đã có gia đình. Mỗi khi hẹn hò, An thường xuyên dùng điện thoại chụp ảnh thân mật giữa hai người. Do bị Trương Thị Hoài Thương phát hiện, nên tháng 10 năm 2020, An đã chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ này. Tuy nhiên, sau đó An và Thương yêu cầu chị Giờ đưa 100 triệu đồng, nếu không sẽ đăng những hình ảnh nhạy cảm của chị Giờ lên mạng xã hội. Do quá lo sợ nên chị vợ đã tìm mượn 60 triệu đồng để đưa trước cho An và Thương. Ngày 17 tháng 1 năm 2021, khi Bùi Tấn An và Trương Thị Hoài Thương đến nhận tiền tại một nhà trọ trên địa bàn huyện Ba Tri thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tại phiên tòa, hai bị cáo Bùi Tấn An và Trương Thị Hoài Thương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào kết quả xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Bùi Tấn An là 3 năm 6 tháng tù giam, đối với Trương Thị Hoài Thương do có con nhỏ, nhân thân tốt được xét giảm nhẹ hình phạt còn 3 năm tù treo.